Cứu tôi trời ơi, chết tôi trời ơi. Cái gì vậy bà nội? Ủa? Gì vậy? Ủa gì vậy? Ủa? Ngon lắm, mới được ăn trời buổi là chất lượng đi luôn á. Từ đi, chị nói trước đi, mày nói trước của chị rồi. Rất là cưng nha, đại sứ nhan sắc của chị suốt một hành trình dài, rất là nỗ lực, cố gắng. Châu của ngày hôm nay là phiên bản tốt nhất rồi, tốt nhất mà chị nghĩ là Châu sẽ không ngừng học hỏi đâu. Cầm trịch cái vị trí hot của Hòa Vũ Việt Nam năm nay, chị thấy bản lĩnh và chị đọc rất là nhiều comment ở phía dưới và cũng có rất là nhiều bạn comment khen hot. Đầu tiên nè, chị theo dõi kỹ lắm á nha, không giỡn đâu. Các cái comment ở phía dưới đọc là giọng nói của Châu hay, rõ ràng. Trong tất cả các bạn mà về nhan sắc mà để mà cầm trịch thì các bạn fan ở phía dưới khen nhiều lắm. Chị thấy chị theo dõi, chị thấy có nhiều bạn khen Châu lắm và chị thấy cảm thấy rất là tự hào khi mà chị đã có một chặng hành trình đồng hành cùng với em và theo dõi cái bước chân của em tới ngày hôm nay. Chị Vi ơi, cho em xin một lại một lần. Chị lại hàng xong mà tới chị Ý, xong mà tới chị Phương. Mít lại hàng tè ra ngoài là mình. Nhưng mà sai rất to. Đúng rồi. Nghe nó lại luôn á. Và giải thưởng này thì cực kỳ bất ngờ nha mọi người. Sẽ được Ngọc Châu công bố ngay khi các bạn kết thúc thử thách. Đi cùng với top 12 để cùng với tất cả các ban giám khảo ngồi đây
theo dõi cái tập thử thách chiến thắng này. Thì tới đây ngày hôm nay thì Thẩm mỹ viện Phương Center đã cung cấp cho mọi người những cái nguyên vật liệu để các bạn có thể làm hoàn thành cái thử thách của mình ngày hôm nay. Đón xem tập tiếp theo Tôi là Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam 2023 được phát sóng vào lúc 20 giờ thứ sáu, độc quyền trên YouTube chính thức Uni Network, sử dụng giải trí Vion, 20 giờ 45 phút trên YouTube B Entertainment.